Chào anh em, lại tiếp tục là một buổi trực tiếp cho anh em xem là trong xưởng Trung Auto. Đấy, hôm bây giờ là khoảng mấy giờ rồi? 11 giờ rồi. Đấy thì trong xưởng cũng đang có rất là nhiều xe, nhưng mình sẽ quay từ ngoài này vào luôn. Đây là con VinFast VF5 này. Đấy thì chiếc xe này là đang lên một gói là gần 40 triệu. Đấy, đây, có cả gương điện này. Đấy, bấm khóa là gương mở và gương gập, và bấm mở là gương xé mở này, đây gập là gập lại này. Đấy, mở là gương sẽ mở này. Và một điều rất đặc biệt ấy là hiện tại bên mình là sẽ mua sẵn cái gương của hãng về luôn, và bên mình sẽ lắp sẵn motor và xương gương. Đấy nên là khi anh em mà có nhu cầu đến mà lắp bộ motor hoặc xương gương này thì chỉ mất khoảng tầm 2 tiếng thôi, không đến 2 tiếng là xong luôn. Đấy là chỉ đổi phát là xong. Đấy, và chiếc xe này thì còn thêm cả một cục Android box này. Đấy, bộ thảm sàn lavo này. Đấy, ok. Đấy, mình quay trực tiếp nên mình quay sơ qua thôi. Đấy, tiếp tục là một con Ford Everest này, đã lắp cam hành trình xong này, đã xong rồi. Đấy, Xpander này. Xe này khách cũng đang trên tầng rồi. Đấy, tiếp tục ở bên này, đấy có mấy xe bên này đang làm nữa. Đấy, thôi đi vào xưởng luôn nhá. Đây, đầu tiên là đi vào phòng phim. Đấy, thì ở cái phòng phim này thì gần như là lúc nào quay thì cái phòng này nó cũng ở trạng thái là bị chật cứng luôn. Đấy, và xe này thì đang đứng chờ rồi. Đấy, xe này thì đang dán phim, lắp camera hành trình này. Đấy, và cái phim cách nhiệt thì luôn luôn khuyên anh em là kính mặt là phải dán xịn nhất. Đấy, tiếp theo là hai sườn trước. Còn nửa sau này thì anh em mà có điều kiện thì anh em dán xịn, còn nếu không thì anh em có thể mic mã thấp hơn. Đấy, và đây là cái máy để test phim của 3M. Đấy, thì anh em mà muốn test trực tiếp thì có thể qua trực tiếp đây luôn. Đấy, và đây là bảng phối của phim. Đấy. Đấy, và một siêu phẩm VF3 này. Đấy, xe này là qua bên Trung Auto dán phim này. Đấy, lắp một bộ ốp mâm này. Đấy, một chiếc camera hành trình A200. Đấy, đây là xe của một chị gái nhá. Đấy, và tặng kèm một lọ nước hoa 50ml. Đây là nước hoa toát. Đấy, hương là Red Fruit. Đấy, thì chiếc xe này thì cái tấm về chi tiết phim thì ở tấm kính mặt này thì nó cũng sẽ nhỏ hơn so với các xe phổ thông một chút này. Đấy, và kính sườn này, con này nó có 3 là 4 kính sườn, nhưng sẽ tính giá là bằng 3 kính sườn. Đấy, và kính hậu nó cũng sẽ nhỏ hơn, nên là sẽ có một cái giá nó sẽ khác so với các xe bình thường. Đấy, với chủ xe này anh em làm thêm bộ loa nó thì ngon luôn. Đây, đi sang bên này một chút này. Đấy, đi từ đầu này luôn. Đấy, đầu tiên là con Hyundai Accent này. Đấy, xe này đang lắp một bộ cam 360. Đâu cái màn con này đâu em? Chưa đấy. Lắp màn tách bát đúng không? Đấy, đang lắp màn hình liền cam 360 này. Đấy, còn đây là con Mazda 2. Đấy, xe này cũng đang lên một bộ màn hình liền cam 360. Đấy, đây là bộ TechPass TX242K. Anh em lưu ý là khi lắp màn hình TechPass TX24 thì phải có bảo hành điện tử nhá, thì anh em mới biết được cái chuẩn đấy là hàng chính hãng. Nên là anh em khách hàng lưu ý là lắp là phải có kích hoạt bảo hành điện tử. Đấy. Và chiếc xe này thì còn lắp thêm một bộ ghế da này. Đấy, ghế da Napa này. Ok. Đấy, một bộ cảm biến này, va chạm 6 mắt này. Đấy, và lắp màn hình thì sẽ được tặng bộ áp suất lốp này. Đấy, và thêm nữa là bộ phím media cộng cruise control. Đấy, bộ này là sẽ lắp zin 100% luôn. Đấy, như trước đây anh em lắp cái bộ này giá của nó là 3,5 triệu, nhưng bây giờ giá chỉ còn có 2,8 triệu thôi, cực kỳ hợp lý cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo nữa là con Ford Ranger. Đấy, chiếc xe này thì đang nâng cấp ánh sáng. Đấy, đổ đen này và lên một đôi còi. Đây, lắp thêm một đôi còi này. Đấy, đây đôi còi zin của nó. Đấy, nó kêu tẹt 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 giống như kiểu ve sầu kêu ấy, như còi xe máy ấy. Đấy. Đấy, tiếp theo là một con Sorento. Con này cũng đang lên một đôi bi LS700. Đấy, giá đôi này đang còn có 5,5 triệu thôi, và sẽ được tặng kèm một cái bơm lốp hoặc là một bộ một cái ghế làm mát.
Đây đây là khu đèn anh em đang thi công đây. Rồi. À, đây là cái đèn zin của con Sorento này. Đấy. Đây là đèn của con này là con gì đấy? Ranger. À đây của Ranger. À, con này đang lên BLS 500 à? À, lên một đôi BLS 500. Tức là về đèn này thì anh em yên tâm là bên Trung Auto có đủ tất cả các giá luôn, từ khoảng 4 triệu, 5 triệu hoặc là trên 6 triệu, hơn 10 triệu đều có. Đấy, còn đây là con Honda City. Đấy, con này cũng đang lên bi gầm này. Đấy, và lắp một cái màn hình rồi. Đây, tiếp theo Hyundai Accent 2024 anh em nha. Rất là đẹp luôn. Đây. Chính vì cái vết trước này mà anh chủ xe mới đi độ lắp cam 360 này. Đấy. Nên là nhiều khi là cứ phải xe phải có một chút trước rồi mới đi làm. Nên bây giờ ví dụ như cái này là anh em đi sơn phải sơn lại toàn bộ cái cản này luôn. Đấy, mất rất là nhiều thời gian. Đấy, và tiếp theo đây là con Mazda 3. Xe này làm gì em ơi? À, con này đang lắp led nội thất này, cảm biến áp suất lốp này. Đấy, và tặng kèm một cái bơm lốp này. Đấy, và thêm một bộ camera hành trình 70 mai nữa. Rồi, còn bên này là chiếc xe bên này đang lắp đôi bi gầm. Con này là CRV. À, chiếc xe này đang kiểm tra lại bi thôi. Đấy, bên này nữa, một xe bên này nữa, cho hết luôn. Ở à, đây lại có thêm xe đang đi vào rồi. Thôi. Đấy. Đây là con Mitsubishi X-Force. Con này là bản gì nhỉ? Bản ấy là bản Pore à? Đấy, bản Pore anh em này. Tháng vừa rồi nó lên đỉnh rồi, tháng này chắc chắn là lên đỉnh, nhưng mà riêng con X-Force này là bản Exit, nó sẽ là tháng này sẽ là cao nhất. Đấy. Con này làm khá là nhiều đồ. Cam 360 này, cảm biến này. Đấy, cốp điện này, cam hành trình, thảm sàn. Đấy, ok. Đấy là mình vừa trực tiếp tại xưởng Trung Auto xong. Cũng có là nhiều xe đang làm. Và nếu anh em mà có nhu cầu cần lắp đặt hoặc là tư vấn thì liên hệ qua Trung Auto nhá. Cảm ơn anh em.